À, bữa nay thì Hoàng Sơn cùng cả nhà mình ăn bánh chuối ha. Bữa nay lại có mấy nãy chuối rục thì ép cả nhà mình lại ăn chuối tiếp. Rồi nghe cái chuyện kể khổ ở xứ Cù Lao mình ha, ở Cần Đước, Long An. Thì ngày xưa chắc ở chỗ nào cũng khó khăn như nhau. Nhưng mà ở quê thì khó khăn nhiều lắm, khó khăn nhiều. Tại như mẹ nói không có làm gì ra tiền đó, chỉ có là bắt tôm, bắt cá rồi làm ruộng, làm lúa thôi. Mà nãy giờ là bà con mình đang coi mẹ kể chuyện á, thì thấy cái máy ảnh nó kỳ giật ha. Thì nãy giờ em đập đây cũng cả chục con muỗi đằng sóc, nó chích muốn chết luôn. Mỗi cắn nữa này. Muỗi cắn quá trời. Bây giờ chờ bánh chín rồi à, mời cả nhà mình cùng ăn nha. Quá trời muỗi luôn, nãy giờ chích con quá trời luôn. Dạ. Nãy giờ mới hai dỗ Sơn Hà hả? Nãy Trời giờ cự ơi, ra. sao vậy ta, gì mà cự vậy Sơn Hà? Thức dậy cự. Sơn Hà ơi, Giờ nằm im rồi đó. má hai ẩm ngoan quá ha, im quá Đó đó đó. ha. Bữa nay má hai có nhiệm vụ quan trọng là giải quyết mấy nải chuối, Chuối chín chuối chín rồi. rục đây. Ẩm Má sắp Xiến, chín trả má rồi. Xiến nè. Bây giờ ra chút chiên bánh chuối, Chiên bánh chuối trả lại nè. Em có trả xin lại cho mẹ chuối Xiến. không? Bây giờ lấy ba cái có mực á. Nó bị sải hả? Rồi mà lấy con mực mà tri hả? Bớt rồi nè. Dạ. Tri nó thôi. Mẹ sợ xấu, nói trời ơi kệ xấu cũng được chứ Tri cái cho tay mẹ giặt đồ mới hết tay nè. hả? Rồi, ba xem coi. Nào, Sơn Hà ơi. Ơi, ba nè. Cái mày nó cũng bình Tay nha nè mẹ ơi, cái tay bình này. Tội nghiệp quá, ngứa thấy mồ không? Dạ. Hello. Hello, Nhìn Sơn Hà ba kìa. ơi, ba nè. Về đi con. Sơn Hồng đi Sơn Hà ơi. nhé. Hả? Mắc cười, sức nó xong hết chào cái mặt nó hai đen giống không? Rồi Sơn Hồng giống Sơn Hà không? Giống không? Nhưng mà giống hơn sao mẹ à? hơn. Con biết Nên em đoạn đoạn con kia. Dạ. Em nói xấu mặt bụng mà còn không thôi cho Sơn Hà nghỉ ngơi nghe. Sao không có học bài đi con, giỏi rồi, vậy. Ra. Ra đây chiên bánh vui với má hai ăn nha. Con cầm cái bịch này nè phụ má hai nè. Ra chòi cho mát ha. Con hai lá xương sâm giò hả? Con lấy cái thúng gì, cái giỏ đó, giỏ sách đó, hái đầy giỏ luôn. Bây giờ muốn ăn bánh chuối hay ăn xương sâm? Con muốn ăn gì, bánh chuối hay là xương sâm? Ăn bánh chuối nhưng mà con muốn coi xương sâm. Xương sâm bữa nay ra lá quá chừng rồi nè. Sao không biết chờ không con? Dạ không. Rồi con lại con lọc chuối cho má hai đi, phụ má hai đi. Rồi con biết lọc chuối không? Dạ, ngồi biết. Ngồi xuống lọc đi. Con biết, con biết. Con có thích ăn chuối sống không? Dạ không. Vậy là chú ăn chuối chiên ha. Con ăn chuối chiên hay là khoai chiên? Má ai có làm củ khoai nữa cả. Không, con biết con thích ăn chuối sống luôn. Chuối sống hả? Con thích ăn chuối vậy nè, chuối chín á. Chuối chín là chưa chiên đúng không? Chuối chín với lại chuối già. Vậy là giống ba rồi. Ba cũng thích ăn chuối già với chuối vừa chín cây ha. Cẩn thận cái tay cái dao đó ông này. Bên ai có được võ không sao không? Dạ không. Lại nghỉ nữa hả? Dạ. Hôm nay nghỉ lâu vậy xuống không? Nghỉ lâu. Nghỉ nhiều quá làm sao không biết đường đi thi đây. Hôm nay là con đây gì vậy? Đây xanh lá. Xanh lá hả? Xanh lá là tới gì nữa? Xanh dương. Rồi gì nữa? Đây đỏ. Rồi gì nữa? Cây cao bồi bột. Đây đỏ rồi tới đây đâu? Rồi gì nữa? Rồi đây đen à. Hay nhất. Con có đai đen chưa? Vậy ai có đai đen? Không biết. Không biết luôn. Anh An. Hỏi anh An có đai đen chưa? Đai đen rồi. Mẹ Xiến có chưa? Hả? Hỏi mẹ Xiến coi mẹ Xiến có chưa? Mẹ Xiến không có. Không có hả? Nãy giờ lột được mấy trái chuối mà giờ đòi công trái chuối vậy ta? Lột được 5 trái ăn trái. Giờ mất hành trái rồi. Vậy là 12 ăn 2. Một tá hả?
12 ăn 2. À giống như đi mua sỉ dư được hai trái đó là sơ hồng hưởng đó. Như đập lúa vậy. Con ăn đi. Đập lúa 12 ăn 2 sao mà. 10 12 thúng ăn thúng hả? Mẹ là chủ ruộng, sơn ca là đi đập lúa cho mẹ. Dạ. Cái sơn ca đông cho mẹ 10 thúng lúa, sơn ca lấy 2 thúng là 12 thúng. Vậy đó hả? Là chủ ruộng 10 thúng còn cái chưa không phải là 10 thúng ăn 2 còn 8 hả? 2 lấy 2 còn 10. Dạ. Thì hồng ăn mấy trái chuối dữ ta. Còn lúa mà xấu quá thì 13 ăn 3. Vậy hả? Nó xấu quá đập lâu có. Đập 13 thúng lấy 3 thúng. Dạ. 13 ăn 3. 13 ăn 3. Còn sơ hồng giờ 10 ăn 2 hay là 13 ăn 3? Nãy đâu có 5 trái ăn trái vậy là 12 ăn 2. Bột này có sẵn hả chị? Bột chiên bánh chuối sẵn là sao? Bột này chị mua bạch sẵn nên là khỏi phải pha ha. Pha nước pha vô nước với lại bỏ đường tí xíu muối. Dạ. Ăn tí trái thôi nha. Đây là ăn bánh. Cái này thì liều lượng trên bịch có người ta có hướng dẫn rồi ha, nên Hoàng Sơn không có chia sẻ thêm. Có sữa chưa? Dạ chưa. Có sữa là làm chiên ngon lắm. Dạ. Sao mà? Giòn hả mà? Sốt ngon. Ừ, lạ ha. Sao phát hiện nó hay vậy? Tại vì hồi kia vì Tư Điệp đó chiên bánh chuối có xay đậu nành vô vậy. À vậy hả? Cái mẹ thấy 13 trừ có ăn một trái thì 13 trừ 1 bằng 12. Vậy là 13 ăn 1. Con đếm 2 4 6. Vậy mà bà nội nói 13 ăn 3 phải không? Con tao ăn có 1 à. Nãy mới lọc 5 trái ăn trái rồi. Vậy là 10 trái ăn 2, 5 trái ăn hết 1 trái rồi, 6 ăn hết 1. Đúng rồi. Rối hả Sơn Hùng? Sơn Hùng ơi. Con thấy nó 13 trái điếu lại. Sơn Hùng chưa biết cách tính là ăn chia. Vậy là mẹ nói cái bột này nếu mà mình thay vì mình pha với sữa thường á là pha sữa đậu nành, mẹ nói sẽ xốp ngon hơn. Sữa đậu nành vô thì này chia sẻ thêm với cả nhà mình tham khảo nha. Mẹ nói vị tư là xưa là bột bột gạo phải không mẹ? Bột gạo trộn ngâm đậu nành á, ngâm gạo ngâm vô. Ngâm gạo rồi ngâm thêm đậu nành. Nãy con thấy có 13 trái mà. Rất ngon. Mà con đếm lại thành 12 trái luôn. Vậy hả? Vậy con ăn hai trái rồi. Còn 10 trái. Ừ lộn, 11 trái. Bữa hổm mà mấy anh mừng nhà mình á. Dạ. Nói sau thứ bảy mừng cái chiên con ăn sao thấy ngon á, thứ bảy pha bột sao vậy? Bắt bảy với dạng cái này bắt bảy pha sữa đậu nành nó hàng chi cái khác quá hả ăn nghe nó xốp xốp nó giòn giòn ngon quá dạ yeah. Thấy lạ hỏi vậy hết việc rồi hết sẽ không ăn rồi đi chuối rồi. Ăn rồi đi chuối chắc no rồi. Bình thường á là bột gạo thôi chứ mình đâu có pha thêm bột nếp gì hả mẹ? Gạo thôi dạ yeah. Giờ này xe của chị em công nhân về, cái này chắc cũng ca đêm hả mẹ? Dạ, làm tối làm thêm đó. Tăng ca. Hồi kia không có pha bột gì hết á. Còn bây giờ bột người ta pha, ví dụ như người ta pha thêm bột mì, bột gì kia vậy. Dạ. Còn hồi xưa làm đơn giản phải không? Chỉ là gạo xay ra rồi còn một làm cách bột nữa pha. Là cho bột xốp nữa là dạ. Cái nan con mực. Rồi, nan mực hả? Xay ra mà thấy gì từ cạo mỏng ra nó nhuyễn ra như bột vậy. Dạ. Ngộ quá hả? Lạ ha. Nhưng mà ở đó thì người ăn chay không ăn được. Cái chảo nhỏ quá chiên rồi biết nào xong ta. Để có bỏ đường gì cả. Chiên từ từ Sơn. Mẹ hỏi chị bỏ đường chưa? Không bỏ rồi mẹ. Biết sao chảo nhỏ mẹ không lấy chảo lớn hơn Sơn? Dạ. Mình chiên có ít quá mình lấy chảo lớn đó, nó sẽ tốn dầu hả? À, nên là giờ thôi thà cái chảo nhỏ mà chiên từ từ ha. Dạ. Con thấy ở Sài Gòn á người ta chiên cái bánh chuối là to bằng 1.5 gang nó 2 gang của con đó là lấy nguyên cái thau luôn chiên luôn chiên bằng thau hả? Dạ chiên bằng cái thau mà mấy người bán á con thấy là hay chiên bằng cái thau chiên bánh tiêu á sao chiên thau bỏ ta tại cái thau nó tiện hay là cái thau cho nó rộng mà chảo cũng có vậy quậy lên cám với con chắc cái thau rằng khi mà chất nhiều cái vô dễ mang đi. Tại vì khi người ta bán dạo quá mẹ, người ta tiết kiệm không gian, diện tích. Có một cái chiếc xe máy vậy đó. Mà nào bếp củi, bếp lửa trên đó, rồi dầu, rồi bánh, bột, rồi mấy cái thau. Rồi đủ thứ luôn. Giống như một cái sạp bánh vậy đó. Dạ.
ở Sài Gòn đất chật mà nên là nó chi phí nó rất là mắc hả? Cái đó là những người bán dạo ha, họ bán dọc đường. Còn những người mà thuê mặt bằng á, là một cái mặt bằng bề ngang 3m, bề rộng 3m đó mà 3 người thuê trong đó. Chia ra là 15 triệu nha, mỗi người 5 triệu. Cũng cao quá ha. Còn hãy một người thì gánh không nổi. 15 triệu mà làm sao bán bánh nổi. Đó nên là người đứng góc vậy đó. Vừa đặt đủ cái chiếc xe máy này. 3 mét mà chia ra làm 3 mà. Người 1 mét nữa. Đúng rồi, tất đất tất vàng ha. Tại người ta tập trung vô khu trung tâm nhiều, chứ còn ở ngoại thành thì nó cũng rộng lắm ạ. Chật quá ha, thành phố vậy. Dạ. Con thấy nhiều người thì để tiết kiệm tiền á, kinh doanh nó bắt đầu cái thiết kế trên chiếc xe máy vậy đó. Hai cái thùng hai bên rồi bếp lò, nào là bán cháo nè. Để tải trên cái xe luôn. Dạ, để xe chỉ cần dựng chống đứng lên nè. Đầy đủ luôn. Hồi đó thì có thùng cà lem thôi mà. Thùng cà lem lan can hay bán dạo nhất. Chứ hồi nhỏ có cà lem bán bây giờ không thấy rồi nữa ha. Vậy mà hồi xưa bên ngoại bà nhỏ xíu vậy mà cũng có người đạp xe đạp vô bán cà lem. Dạ. Yeah. Nhưng mà chiếc xe đạp lúc đó là nó rất là có giá trị luôn á mẹ. Hình như là nhà nào có chiếc xe đạp là ngon vậy lắm. Ở sớm thì có một chiếc xe đạp 8. Xe đạp hả? Xe máy gắn máy. À, xe gắn máy. Xe 7 á. Dạ. Cả sớm mới có chiếc xe máy. Tại vì lúc đó mình hàng ở nước ngoài về nó rất là hiếm. Nên là làm không có ra tiền nữa. Lúc đó một chiếc xe mà bằng mấy miếng đất luôn á mẹ. Dữ vậy hả? Dạ. Dạ, đất mạ này nó có một chỉ vàng, mà chiếc xe cũng mấy cây vàng. Mấy cây vàng, dạ. Chiếc Supreme là lúc đó là cũng 5 cây vàng, phải không? Bây giờ thì có hãng xưởng, có công ăn việc làm, rồi mọi thứ sản phẩm nó rẻ xuống nên ai cũng có thể mua được. Chứ lúc đó là lo miếng ăn không ha. Bữa nghe bà Chính nói gì mà một cái áo này mà mấy chỉ vàng hả mẹ? Bằng một chỉ vàng. Một chỉ vàng. Một bộ đồ thôi à. Mẹ mai có một bộ đồ thôi là 2 chỉ vàng. Rồi thì mẹ sợ cái áo cũ của mẹ, còn hồi đó có mẹ nhiều. Dạ. Rồi cái áo dài thì con biết là chị hai cho mẹ hả? Dạ hả? Mẹ có một cái là hồi mẹ đi dâu nước dâu có một cái một kìa. Dạ. Rồi bạn bè mẹ đi dâu nước dâu có một cái áo màu xanh đậm chuối lên ca. Dạ. Thì hồi mẹ tất ra mẹ mất người gắn đó. Mới đốt được 2 năm nay à. Còn mẹ nói chụp hình cưới là một chỉ vàng ha, mà được có mấy tấm trắng đen nhỏ 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 như hình thẻ ha. Xíu đó. Dạ. Chỉ vàng của mẹ đó. Mà chỉ vàng bằng giả đất mẹ. Giả đất của Tư. Giả đất mẹ để đem ra bán để chụp hình cưới thôi, mà giống như hình thẻ vậy đó. Dạ, còn hình của mẹ đó. Dạ. Thì anh không thấy đường luôn. Hồi đó hình trắng đen ha. Dạ. Không, hồi đời mẹ là có hình màu rồi mà không chụp nổi hả? Dạ. Mình không có mình tiền ít là mình không có chụp một màu. Hồi năm đó có hình màu. Dạ. Nó chồng năm 80. Giờ thấy đường xá giao thông thuận tiện, cái thấy cuộc sống mình tự nhiên nó sung sướng là liền ha. Đó đây về ngoại có 2-3 cây số, 4-5 cây số chứ. Mà mẹ phải lấy gánh cái thúng. Ai chạy theo bộ ta? Không, gánh hết. Gánh hết luôn, 3 người luôn. Sơn ca với Sơn một đầu, còn thằng Bữa Giang với cái vỏ sắt. Đi đây về bản mắt hình buổi rồi. Tới trưa. Rồi cái thì nặng chứ thì sao? Rồi chơi ở lại ngày hôm sau về hả mà. Nặng mệt. Lúc đó con còn nhớ là nhà mình cái đèn dầu leo lét á. Trời ơi, tối cái thấy buồn gì đâu, cả xóm buồn hiu. Hồi đó ba không có nhà nữa. Rồi cái mưa xuống, trời ơi, thấy sao mà vắng vẻ mà cô đơn quá trời ha. Cô đơn, cô độc. từ cái đông lộ này nè. Dạ. Khuya 4 giờ là chiếc xe ông Tám chạy. Rồi. Dạ. Rồi từ đó tới sáng có một chiếc, hai chiếc này rồi thôi.
Nghe giống như báo thức vậy đó không? Có cái tiếng xe duy nhất. Dạ. Đáp xuống Long An. Ừ. Ở sớm có một hay chiếc. Ủa nhưng mà xe chạy lên lên đó vẫn phải qua đò chứ hả mẹ? Qua đò. Cũng cực ha. Thì 4 giờ đò. Mà lúc đó đâu có phà, đi bằng đò ha. 4 giờ đò chạy. Dạ. Là chiếc ghe cái người ta đóng ngang ngang để làm chiếc đò. Để chất hàng. Đó khổ ha. Cái đó là đò ngang ha. Còn đò dọc là từ bên ngoài chạy lên tới tới chợ. Ở trong Hồ Lộc á, chỗ mà cái xóm mà mình đi về với chồng cô bẻ đó. Dạ. Có một chiếc đò là kêu đò số tỏ á, một chiếc. Dạ. Rồi đường bến Mỹ Điền ngay chỗ ông Trần Lễ đó. Dạ. Ngay chỗ gì Chính Lễ thôi. Chính Lễ. Là chiếc còn. Là đò đò của ông Chính. Ông Chính Tiến là ông cha vợ của Chính Lễ. Ủa là lúc đó là đúng rồi. À, cha vợ của ông Chính. Dạ, giờ ông Chính về nghề hay không? Lại ông Chính. Đò ở ngoài đây là đò Mười Ái. Dạ. Vậy, vậy một cái cù lao mình chỉ có 4 5 chiếc đò hả? Cái này thì khác, chứ đây khác, à. Mấy bên đông tây mình có nhiều đó đó. Dạ. À. Vậy lúc đó là ai mà có đò là rất giàu lắm ta? Khá. Khá hả? Tại tại có công ăn việc làm rồi có thể lấy hàng hóa ở chỗ này tới chỗ kia. Rồi vì mười nên chợ mới mua bắp thì mua bắp gì bán. Dạ. Rồi mua xài với gì mười mua xài gì bán này mua. Dạ. Sữa người bán đắt á, người nào. Dạ. Mà người ái á. Ừ. Con đi ông bà. Ừ. Bữa mẹ về gặp mười kêu mẹ nấu xôi đó. Vậy giống như là nhà ai có chiếc ghe bằng chiếc xe tải giờ vậy đó, có giá trị. Có việc làm. Khá. Rồi mua gạo á đem chợ bán. Dạ. Ở dưới quê thì mang đồ lên chợ mua đồ về. Còn mình đi thì lợi ích à, tại vì mình phải tốn đò nè. Dạ. Ta mua nấy. Dạ. Còn hay không mình đi lỗ tiền đò làm sao. Dạ. Giờ mình đi. Dạ. Mà đó tiền khó quá. Dạ. Muốn đi đâu cũng phải cân nhắc dữ lắm đi. Dạ. Cái lỗ chuyện xe tiền đò nó rẻ dữ lắm chứ. Dạ. Không có mắc. Dạ. Mà mình không có tiền lỗ tiền đò hết nữa. Đó là không có làm gì để ra tiền hết. Ừ. Hồi đó công lao động rẻ dữ ha mẹ. Rẻ lắm rồi. Mình đã nói đó. Dạ. Nếu mà mua cá út thì một ký, nếu mà mua đường cát thì được một ký. Chứ lại con thấy là lúc đó hình như không ai trả tiền mà là dằn công. Hôm nay làm mấy công rồi đó, rồi hôm sau rồi dằn công lại. Còn không thì như tới cuối năm cái đông lúa hả mà, đông lúa trả. À, một ngày là nửa giờ lúa. Dạ. Một ngày công của mình là nửa giờ lúa. Lúc đó con còn nhỏ và con còn nhớ nhiều, tại cái thời điểm đó cũng còn khó khăn lắm. Cũng như con muốn người ta cắt lúa hay đi cấy gì mà con không có tiền trả thì để. Dạ. Mùa lúa đông nửa giờ lúa. Dạ. Dạ. Lúc đó là đi học là được 100 đồng, con còn nhớ tờ 100 đồng luôn á. Rồi sau này cái con học lên được cái lớp 2, lớp 3 gì là được 200 đồng. Còn chị Sơn Ca với anh Bảo là hai người được 500 đồng đó, chia ra. Em là 500 đồng. Cứ vô cái bữa nào cũng kêu ai cũng đòi ăn, ai, ăn trước. Ai ăn trước đừng để tiền lại hả? Đứa kia mà vô không ai chịu. Rồi vô mua hình như bịch kẹo me đặng chia ra được 200 đồng người hả không? Bữa nào gặp ông Bằng thì tiền còn nguyên hơn. Gặp người khác á, thì ta lấy tiền xe cái đó. Có người chở giùm hả? Có người lấy giùm thì tiền còn nguyên. À, Giang đi học còn không thì lấy 500 đồng đó trả tiền xe cái hết nhịn. Khỏi ăn. Dạ. Yeah. 500 đồng rồi đó chắc giờ bằng 5.000 nữa. Không, nhiều lắm. Chắc cũng bằng mình ăn sáng được, uống nước được thì bằng phải 10.000 đến 20.000. Có, ít lắm. Ít hơn hả? Như 5.000 giờ đi. Giống như. Dạ. 5.000 giờ á. Vậy là tại nhà mình nghèo mới 500 đồng với người khác là nhiều hơn đúng không? Con ai cũng có tiền đó chứ không phải. Dạ. Con ai cũng có tiền. Hồi đó ai cũng vậy. Dạ. Sao nứt dữ vậy chị? Ừ, sao trái chuối nó chín hay sao nứt ra mẹ? Chuối chín quá hả? Chuối chín hả? Chuối nó xanh hơn. Dạ. Mấy cái người bán đó là người ta chiên chuối mới chín lên. Chín rục là nó hút dầu vậy nó bị không đẹp phải không? Ừ. Dạ. Nó bị nứt ra nè. Giống như lên men hay sao hả? Có nước hả? Nó chín nó mềm á. Dạ. Nhưng mà ăn ngon, còn chiên có thiều ăn đỡ chát. Dạ. Ăn hơi chát. Con thích ăn cái chuối chín nè, nó ngọt. Ừ. Chiên có thiều ăn đỡ chát. Dạ. Ủa gà gì giờ này gái ta? Mấy gà của mình chắc tới mình sạch hết cho rồi. Dạ. Dạ. Còn mấy con hả? 4 con.
hết chưa chị? À còn khoai nữa. Còn. Ừ. Thằng Nguyễn này Sơn. Dạ. Ăn ký mấy cái nè. Ờ, ăn thích ăn bánh chuối chiên lắm. À, ăn chuối hay ăn khoai? Chuối chiên. À, em thích ăn chuối. Mẹ ăn khoai. Dạ. Ăn ký vậy hả? Ngoài chiên cho con mấy cái. Tính ra ở quê mình nó có nhiều kỷ niệm quá ha mẹ. Tại vì cái cuộc sống mình nó thay đổi nhiều. Còn ở như ở Sài Gòn thì người ta đi ra sáng đi làm rồi cái đầu cái tối về nhà thì nó không có nhiều thay đổi. Còn như mình ở quê thì từ cái ruộng nè, đường đất nè, đầu lên đường đá đỏ rồi lên đường nhựa. Mẹ kể chuyện hồi xưa tụi con nghe không hết thôi nha. Bây giờ trời ban đêm á mà thấy đường đi. Dạ. Yeah. Dù cho không có đốt đèn ở gần mình cũng thấy đường đi nữa. À, như ở đâu trên thành phố đèn nhiều gì dạ gì đây gì. Dạ. Hồi đó mình nó tối như mình nhắm mắt lại vậy. Tối đen. Ừ, tối đen không thấy đường đi. Tao nói tối đen như mực luôn, tối đen. Vậy mà đi đâu hả? Sắp cái đèn ống chứ đâu có đường đi. Cái gió thổi mạnh thì nó tắt. Dạ. Yeah. Tắt thì mình đem theo quẹt mình mồi mà hả, gió mạnh đâu có cháy. Dạ. Yeah. Ấy nó cũng tắt à. Để tắt thì đi thầm. Dạ. Yeah. Nghe quá trình. Chạy về nha, đi. Trời dông hả mà. Trời dông cái sắc đèn đó cứ vui. Nhắm hướng, băng hướng. Dạ. Mà không ai thấy ai á, cái gì năm cho nắm tay gì hay nhé. Cái chạy mà từ nãy nó cao lắm sên nha, bờ đồng chút. Cái té vô cái bờ cái ọc. Tức là tưởng nó là cái ruộng quá không mà lao vô cái bờ. Chạy, nhắm hướng mà chạy về. Dạ. Tới cái bờ đâu có thấy được. À, lao vô bờ cái ọc. Vô cái bờ cái ọc. Cái leo qua cái bờ cái chạy nữa mà mạnh ai nó chạy ghê kìa. Vì năm lấy trên là bữa nay không có đi với mày, đi là chết mày rồi. Mẹ mẹ yếu lắm. Dạ. Yeah. Còn vì năm thì mạnh lắm, vì hai miếng còn yếu nữa. Yeah. Mà vì hai miếng chạy không lợi mà lôi đứt rẫy hết sên. Dạ. Yeah. Mà vì năm á lôi vì hai miếng. Trời ơi mà lúc đó nội sợ ma không cũng đủ xỉu rồi. Yeah. Mà còn phải lội sình lội mương rồi về. Rồi rủi rồi gặp cái con kênh con rạch thì không, sao có một con rạch lớn ngay chỗ dạ. Qua chỗ chạy là cũng nhắm hướng rồi con rạch thôi à. Ờ, có một con đó thì tới đó nhưng mà sao biết đường về nhà hay ta nhắm hướng chạy. Mà lúc đó mẹ hả? Lúc đó mấy gì cỡ nhiêu tuổi hả? 16-17 tuổi à. Ừ. Ừ. Người ta 16-17 tuổi giờ là thiếu nữ lo làm đẹp, giờ còn hồi xưa là lo đi bắt còng bắt cá lội bùng đi đêm đi hôm ghê ha. Thì năm nói hôm được miếng mà không có tao là chết rồi, tao bỏ là ma tha nó rồi. Vì năm thì không thua ai nên yeah. Lắm vì năm bự lắm. Ba cậu sư thánh rồi nó lớn vậy. Mà hồi xưa thanh niên trong xóm đoàn kết quá ha mẹ. À, cũng gắn bó rồi dìu dắt nhau. Con thấy mẹ về ngoại đó, mấy cậu mấy dì hàng xóm thân quá chừng. Dạ. Chiều lo tranh thủ nó cơm sớm. Nó cơm sớm xong cái đi gánh nước. Dạ. Gánh ví dụ như nhà nào mà xài một ngày hai máy nước, hay một máy nước vậy thì lo tranh thủ ví dụ như. Dạ. Hai máy nước là phải 8 đôi, 9 đôi. Còn nhà nào xài ít thì một máy nữa thì 4 đôi. Cái lo nút cơm rồi ha, cái nồi cái nước. Ai mà máy trống xài nhiều thì lo đi trước. À, rồi cái một tốt như vậy nè. Yeah. Cái một chiến năm sáu đứa, cái gánh đổ đứa này, chiến đổ đứa này. Cái bữa đó nhà của ông Bảo Tịnh là ai đó bệnh. Cái thành ra mà nhà có trâu nữa chứ. Không ai gánh nước trên cái mấy gì mấy bà nó giờ ở nhà lên ông ba. Bây giờ không có ai gánh nước cho trâu uống, có mình bồng có ba vô có ba nhà. Yeah. Yeah. Ra gánh giùm hả? Lúc đầu gánh đổ cho hai chiếc. Yeah. Hai chiếc là được 10 đôi luôn. Yeah. Năm đứa. Mẹ đông người cho. Vậy đó mình đổ một chiếc gì cái thấy nó là nhóc rồi. Vì hai miếng thì chín trưa. Năm lỉ. Yeah. Năm số đứa vậy cứ gánh đổ cho vậy. Đợt hai chiếc. Ha, nhưng mà đó cũng là kỷ niệm đẹp của mấy gì hồi đó. Dạ. Bánh chuối anh em. Còn có ba dễ thương lắm. Dạ. Còn ấm ấm mà con ăn được á. Mẹ ăn bánh, bánh chín rồi mới thấy mặt sẽ hồng rồi, nãy giờ chạy đâu mất tiêu ha. Ăn bánh chuối anh em. Em ăn bánh chuối à, không ăn khoai. Trời mời cả nhà mình nghe. Nóng á sẽ hồng ăn coi chừng rụng răng sẽ hồng. Dạ. Còn nóng không? À được sẽ hồng. Đau quá. Ngon không? Dạ còn nóng rồi. Ngon quá à, giòn rụm à. Ai nóng rồi không dễ rồi bữa nay có nãy chuối rục ăn bánh chuối
chia sẻ với cả nhà mình và hình ảnh ha, những câu chuyện ở quê Cù Lao. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại ngày mai nha. Mất ăn mà. Bye bye Sơn Hùng. Chuối ngon quá. Chuối chín vậy mới ngon nè, ngọt nè. Ngọt. Dạ. Anh ăn đâu rồi? Sơn Hùng. Học hả? Dì ba cũng học bài hả? Dì ba ngủ sớm. Xiến thì lại không cho ăn món chiên không? Sơn Hà chơi mẹ trong á mà không có rủ ra. Tại tại tối rồi. Thức thấy vui lắm. Dạ. Tối rồi. Rồi bye bye cả nhà mình nghe.